năm con giáp hưởng lộc trời tiền bạc rơi trúng đầu may mắn trúng lớn trong hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh đạo sĩ tử thông quý vị thân mến mỗi người sinh ra thì đều có một cái cuộc sống riêng và có một cái vận may của riêng mình có người thì thời điểm trước gặp rất nhiều cái may mắn tài lộc tự tìm đến tận cửa vừa nhàn hạ lại giàu sang phú quý đủ đầy nhưng có người lại chẳng có gì trong tay làm đến đâu thì tiêu hết đến đó nghèo khổ mãi đến tận bây giờ. À, trong số 12 con giáp, trong hai ngày tới đây thì kiếp số thay đổi. Có duy nhất 5 con giáp được hưởng lộc trời ban, bất ngờ tiền bạc dội thẳng vào đầu. May mắn cứ thế mà đổ ập đến. Xin mời quý vị và các bạn cùng tử thông tìm hiểu xem đó là những con giáp nào để không đánh mất cái cơ hội và cái tài lộc hiếm có này. Và cũng để chủ động đón được cái tài lộc về nhà. À, trước khi tìm hiểu nội dung chi tiết, nếu mà quý vị có băn khoăn hay thắc mắc nào thì quý vị hãy gì comment ở bên dưới để gì tử thông cũng sẽ giải đáp cho quý vị trong thời gian sớm nhất. À bên cạnh đó quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ chúng ta cùng xét xem là trong hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật thì con giáp nào sẽ là con giáp may mắn nhất? Thưa quý vị con giáp may mắn đầu tiên trong hai ngày cuối tuần không ai khác đó chính là những người tuổi Tý. À quý vị thân mến trong hai ngày cuối tuần trong 2 ngày tới thì những người tuổi Tý sẽ được trời xanh ban phước lành với nhiều cái điều may mắn và thành công vượt trội. Đó là cái quả ngọt của những cái hành động và cái tư tưởng tích cực mà họ đã gieo trồng trong quá khứ. Cái lối sống và những cái quyết định thông minh của những người tuổi Tý sẽ là chìa khóa để mở ra cái cánh cửa đến cái thịnh vượng và cái thành công trong cuộc sống. À về mặt công việc, những người tuổi Tý sẽ được ban phước với cái cơ hội và những cái thành tựu đáng kinh ngạc. Cái sự chăm chỉ, cái sự kiên trì và sáng tạo trong công việc sẽ được đền đáp bằng cái việc nhận được cái sự công nhận và đánh giá cao từ đồng nghiệp và từ cấp trên những người tuổi tý sẽ trở thành những người nổi, nổi bật hơn trong cái lĩnh vực chuyên môn của mình và họ có thể gặt hái được những cái thành công rực rỡ à, họ sẽ được tận hưởng cái sự hài lòng và cái niềm vui từ công việc cùng với cái sự thăng tiến và cái cơ hội phát triển trong tương lai về mặt tài chính những người tuổi tý sẽ gặp may mắn về mặt tiền bạc à, tiền bạc sẽ đến với họ một cách là gì đáng kinh ngạc à, những cái quyết định tài chính thông minh và những cái cơ hội đầu tư xuất hiện nó sẽ mang lại những cái lợi nhuận đáng kể cho những người tuổi tý à, những người tuổi tý biết cách quản lý và sử dụng tài nguyên một cách khéo léo tạo dựng được một cái cơ sở tài chính vững chắc và ổn định họ sẽ có thể thực hiện những cái dự án mới và tận hưởng cái sự thịnh vượng và tiến bộ tài chính về mặt tình duyên thì những người tuổi tý sẽ trải qua một cái giai đoạn thăng hoa và hạnh phúc trong cái mối quan hệ của mình và cái sự duyên nợ và cái sự hòa hợp trong tình yêu sẽ mang đến cho những người tuổi tý những cái trải nghiệm ngọt ngào và lãng mạn họ sẽ có cơ hội để gặp gỡ được uh, những người đồng điệu và xây dựng được cái mối quan hệ mạnh mẽ và sâu sắc những người tuổi tý sẽ biết cách tôn trọng và chăm sóc những người đối diện tạo nên một cái môi trường ấm áp và hạnh phúc hơn bên cạnh đó về mặt sức khỏe thì những người tuổi tý sẽ được trời xanh ban phước với cái sức khỏe tốt và cái năng lượng dồi dào họ sẽ tận hưởng cái cảm giác tỉnh táo và được cái cái sự khỏe mạnh trong cơ thể. Bên cạnh đó, họ sẽ gì? Cảm thấy mình tràn đầy cái sức sống và sẵn sàng đối mặt với mọi cái thử thách. Họ sẽ luôn duy trì một cái lối sống lành mạnh với cái chế độ ăn uống cân đối và gì? Thực hiện các hoạt động thể dục thể thao để duy trì cái sức khỏe về thể chất cũng như là tinh thần của mình. Và trong hai ngày cuối tuần, trong hai ngày tới đây, những người tuổi Tý hãy duy trì tận hưởng và cái lòng biết ơn À, quý vị hãy tin tưởng vào cái khả năng của mình và mở lòng đón nhận những cái điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống quý vị hãy gieo trồng tình yêu lòng biết ơn và cái sự nhân ái để thu hút thêm những cái phúc lợi và những cái may mắn vô tận đến với mình những người tuổi tý cũng sẽ trở thành cái nguồn cảm hứng mang lại cái niềm vui mang lại cái sự thịnh vượng không chỉ cho bản thân mà còn cho cả những người xung quanh nữa quý vị hãy tận hưởng mọi cái khoảnh khắc và biết ơn những cái điều may mắn nhất định đến với mình trong hai ngày cuối tuần này một lần nữa xin được chúc mừng con giáp may mắn đầu tiên đó chính là những người tuổi Tý đúng không? Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Tý hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai trong hai ngày cuối tuần hai ngày tới đây thì không ai khác đó chính là những người tuổi mão thưa quý vị những người tuổi mão sẽ được trời xanh ban phước với những cái điều may mắn và thành công trong cuộc sống nhờ vào cái sự thông minh sự sáng tạo và cái sự nhạy bén trong tư duy về mặt công việc những người tuổi mão sẽ trải qua một cái giai đoạn thăng tiến và thành công cái sự thông minh và cái khả năng sáng tạo của họ sẽ được đánh giá cao và giúp cho những người tuổi mão nổi bật trong công việc những người tuổi mão sẽ có cơ hội thể hiện cái năng lực và cái tài năng của mình từ đó sẽ đạt được những thành công vượt bậc, sự kiên trì và sự nỗ lực của những người tuổi mão cũng sẽ được đền đáp bằng cái việc nhận được những cái sự công nhận và thăng tiến trong cái sự nghiệp à, về mặt tài chính những người tuổi mão sẽ gặp may mắn và tiền bạc sẽ đến với họ một cách là tự nhiên đó à, cái sự thông minh và cái sự nhạy bén trong quản lý tài chính sẽ giúp cho những người tuổi mão tận dụng được cơ hội để đạt được cái sự thịnh vượng và có được cái công thành danh toại trong cái chuyện kinh doanh buôn bán cũng như là vấn đề về tài chính à, những người tuổi mão cũng sẽ biết cách đầu tư một cách khôn ngoan và tận dụng được những cơ hội xuất hiện để tạo ra cái nguồn thu nhập ổn định cho những người tuổi mão à, về mặt tình duyên thì những người tuổi mão cũng sẽ trải qua một cái thời điểm trong hai ngày tuổi cuối tuần ấy, khá là lãng mạn và hạnh phúc cái sự thông minh và cái sự nhẹ bén của những người tuổi mão sẽ giúp cho họ thu hút những người khác xây dựng được những mối quan hệ tình cảm sâu sắc và ý nghĩa họ biết cách tôn trọng và lắng nghe người đối diện À, tạo nên một cái môi trường tình yêu đấy ấm áp và hạnh phúc cái sự thấu hiểu và cái sự chia sẻ cũng sẽ tạo nên cái nền tảng cho các mối quan hệ tình yêu bền vững và thịnh vượng hơn bên cạnh đó về sức khỏe ấy, thì trong hai ngày cuối tuần này thì những người tuổi mão cũng sẽ được ban phước với cái sức khỏe tốt và cái năng lượng dồi dào với cái tính cách thông minh và cái sự nhạy bén trong cái tư duy sẽ giúp cho những người tuổi mão duy trì được một cái lối sống lành mạnh và chăm chỉ chăm sóc sức khỏe của mình một cách tỉ mỉ họ sẽ biết cách cân nhắc và tạo ra một cái cân bằng giữa công việc và cái sức khỏe từ đó tận hưởng được cuộc sống và đạt được những cái thành công như mong muốn đặc biệt là trong hai ngày cuối tuần thì những người tuổi mão hãy tận hưởng mỗi khoảnh khắc và biết ơn những cái điều may mắn đến với mình quý vị hãy mở rộng cái tầm nhìn và sẵn lòng khám phá cái cơ hội mới đến với mình cái tính cách thông minh và cái sự nhẹ bén sẽ giúp cho những người tuổi mão nhận biết và tận dụng mọi cơ hội để đạt được cái sự thịnh vượng, cái sự thành công. À, quý vị hãy trân trọng, trân quý những cái mối quan hệ tình cảm và hãy luôn lắng nghe, hãy luôn chia sẻ. À, thưa quý vị, nói chung ấy thì với cái tính cách của mình, những người tuổi mão sẽ trải qua hai người cuối tuần cực kỳ là tuyệt vời, đạt được những cái thành tựu đáng kinh ngạc và tận hưởng được cái sự thịnh vượng mà cái cuộc sống này nó mang lại cho họ. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để mà trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 chín để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba trong hai ngày cuối tuần thôi khác đó chính là những người tuổi ngọ và thưa quý vị trong hai ngày tới thứ bảy chủ nhật thì những người tuổi ngọ sẽ trải qua một cái giai đoạn đặc biệt đầy may mắn và thành công à, từ công việc đến tiền bạc tình duyên và sức khỏe thì đều được công thành danh thoại với mà công việc thì những người tuổi ngọ cũng sẽ được trời xanh ban phước lành với cái cơ hội và cái thành tựu đáng kể những cái nỗ lực không ngừng nghỉ của quý vị trong suốt thời gian vừa qua ấy thì cũng sẽ được đền đáp bằng cái việc để nhận được cái sự công nhận của cấp trên và có cơ hội được thăng tiến hơn trong tương lai những người tuổi ngọ cũng sẽ nhận ra rằng cái công việc không chỉ là cái phương tiện để kiếm sống mà còn là một cái nơi để thể hiện và phát triển bản thân nữa à, cái sự tận tụy và cái sự hài lòng từ cái công việc cũng sẽ là cái nguồn động lực mạnh mẽ để quý vị gì tiếp tục đạt được những cái thành tiệu lớn lao hơn nữa trong tương lai thì ngoài ra những người tuổi ngọ cũng sẽ có được cái vận may về tiền bạc những khoản đầu tư và những cái dự án tài chính của những người tuổi ngọ ấy, mà mà quý vị đã đặt niềm tin vào ấy, cũng sẽ mang lại những cái lợi nhuận đáng kể. Định mệnh cũng sẽ đưa những người tuổi ngọ đến những cơ hội đột phá trong cái việc kiếm tiền. À, nhưng đồng thời cũng đề cao cái sự cẩn trọng và khéo léo à, trong cái việc quản lý tài chính. Những người tuổi ngọ biết tận dụng những cái cơ hội xuất hiện trước mắt và xử lý thông minh để tạo ra cái sự ổn định và thịnh vượng cho mình bên cạnh đó về mặt tình duyên thì những người tuổi ngọ cũng sẽ trải qua những cái thời điểm gọi là thăng hoa hạnh phúc đặc biệt là trong hai ngày cuối tuần những cái mối quan hệ tình cảm sẽ được thắt chặt và phát triển một cách sâu sắc đối tác tình yêu cũng sẽ đến bên cạnh quý vị với cái sự quan tâm và cái sự yêu thương vô cùng những người tuổi ngọ sẽ tràn đầy cái niềm tin và tự tin trong cái tình yêu tạo nên một cái môi trường tình cảm ấm áp và hạnh phúc à, đặc biệt là trong hai ngày cuối tuần này thì là một cái dịp tốt để những người tuổi ngọ thể hiện cái tình yêu và sẻ chia cùng những người bạn đời của mình mang đến những niềm vui trọn vẹn đong đầy à, bên cạnh đó về mặt sức khỏe thì những người tuổi ngọ cũng sẽ được trời xanh ban phước lành với cái sức khỏe và cái năng lượng dồi dào những người tuổi ngọ sẽ thấy mình tràn đầy cái sức sống và sẵn sàng vượt qua mọi thử thách mọi khó khăn cái điều này đặc biệt quan trọng trong cái việc duy trì cân bằng và cái thành công trong cái cuộc sống những người tuổi ngọ tận hưởng cái thời gian này để thực hiện những cái hoạt động tốt cho sức khỏe như là tập thể dục thể thao hay là tham gia vào các hoạt động yoga hay là hoạt động ngoài trời à, khi mà có sức khỏe tốt sẽ giúp cho những người tuổi ngọ duy trì cái tinh thần lạc quan và hoạt động một cách hiệu quả hơn trong công việc trong cuộc sống đặc biệt trong 3 ngày tới đặc biệt là trong hai ngày cuối tuần này thì những người tuổi ngọ luôn hành động với một cái tư tưởng tích cực à, quý vị hãy tiếp tục phát triển phát huy cái thế mạnh và gì đồng thời giữ vững cái lòng biết ơn à, thưa quý vị đặc biệt trong hai ngày cuối tuần thì những người tuổi ngọ ấy, nói chung cũng sẽ cảm thấy cái nguồn cảm hứng và mang lại cái niềm vui và cái sự thịnh vượng không chỉ cho bản thân mà còn cho những người xung quanh vì vậy để gia tăng thêm may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ À, quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tâm hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi ngọ. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ tư trong hai ngày cuối tuần không ai khác đó chính là những người tuổi thân. À, thưa quý vị, à, trong 3 ngày tới, à, thưa quý vị, trong hai ngày cuối tuần thì những người tuổi thân cũng sẽ được trời ban phước với những cái điều may mắn thành công nhờ có sự quyết đoán, sự kiên trì và cái sự sáng tạo nói chung ấy về mặt công việc thì những người tuổi thân sẽ trải qua một cái giai đoạn đáng kinh ngạc và có những cái thành công rực rỡ. Cái sự quyết đoán và kiên nhẫn sẽ giúp cho những người tuổi thân ấy vượt qua mọi khó khăn và đạt được cái mục tiêu mà mình đề ra. Họ sẽ tỏa sáng trong cái lĩnh vực chuyên môn của mình và được công nhận vì cái nỗ lực và cái cái đóng góp của mình. Những người tuổi thân cũng sẽ nhận được cơ hội thăng tiến và phát triển trong cái công việc từ đó tạo nên cái thành công rực rỡ đáng kinh ngạc bên cạnh đó về mặt tài chính thì những người tuổi thân sẽ gặp may mắn về vận trình tiền bạc nói chung ấy tiền bạc sẽ đến với họ một cách là tự nhiên cái sự quyết đoán và cái sự kiên nhẫn trong cái việc quản lý tài chính cũng sẽ giúp cho những người tuổi thân tận dụng mọi cơ hội để tạo ra cái lợi nhuận để cho mình à, họ sẽ biết cách đầu tư và sử dụng cái tài nguyên một cách khéo léo từ đó xây dựng được một cái cơ sở tài chính vững chắc và ổn định về lâu dài bên cạnh đó về mặt tình duyên thì những người tuổi thân cũng sẽ trải qua một cái ngày hạnh phúc và thành công trong tình yêu cái sự quyết đoán và cái sự sáng tạo sẽ giúp họ thu hút được người khác và xây dựng được những mối quan hệ sâu sắc và có ý nghĩa những người tuổi thân biết cách tạo ra cái niềm vui tạo ra niềm tin và cung cấp tài nguyên cũng như là gì được sự ủng hộ của mọi người xung quanh à, tạo nên một cái môi trường ấm áp hạnh phúc và yên vui cái sự hiểu biết và cái cái sự ham chia sẻ của những người tuổi thân cũng sẽ tạo nên một cái nền tảng cho cái mối quan hệ tình yêu bền vững và thịnh vượng bên cạnh đó về mặt sức khỏe thì những người tuổi thân cũng sẽ được gì à, trời ban phước lành với một cái sức khỏe tốt và có cái năng lượng dồi dào cái sự quyết đoán và cái sự kiên nhẫn sẽ giúp cho những người tuổi thân duy trì được một cái lối sống lành mạnh và chăm sóc sức khỏe của mình một cách tỉ mỉ hơn họ sẽ biết cách để tạo ra một cái cân bằng giữa công việc và sức khỏe. À, từ đó tận hưởng cái cuộc sống và đạt được những thành công rực rỡ. Và trong hai ngày cuối tuần này thì những người tuổi thân hãy tập trung vào chính mình. Cái sự quyết đoán và cái sự sáng tạo sẽ giúp cho quý vị uh, nhận biết và tận dụng được mọi cơ hội để đạt được cái sự thịnh vượng và hưởng được cái thành công như mong muốn. Quý vị hãy tỏa sáng và tự tạo nên cái niềm tin trong công việc và từ đó cũng sẽ đạt được cái thành tích cao. Đấy và có được những cái thành quả vượt trội quý vị hãy quản lý tài chính một cách khôn ngoan và tận dụng cái cơ hội này để đạt được những cái uh, sự ổn định và thịnh vượng về mặt tiền bạc hãy chăm sóc sức khỏe và duy trì một cái lối sống lành mạnh với cái tính cách của mình ấy, thì những người tuổi thân cũng sẽ trải qua thời điểm cuối tuần cực kỳ là tuyệt vời và có rất nhiều cái ấn tượng uh, cuộc sống thì may mắn hạnh phúc thì ngập tràn vậy nên là gì đây sẽ là cuốn giáp may mắn thứ tư và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi thân cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí, thìn để là trợ mệnh hộ thân. Vòng này được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. À, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thân. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo con giáp may mắn thứ năm trong hai ngày cuối tuần không ai khác đó chính là những người tuổi hợi thưa quý vị trong hai ngày thứ bảy chủ nhật tới đây thì những người tuổi hợi sẽ trải qua một cái giai đoạn đáng kinh ngạc với nhiều cái may mắn và thành công sẽ tự tìm đến cái sự nhân ái và cái lòng biết ơn cũng sẽ là một cái điểm mạnh giúp cho những người tuổi hợi thu hút nhiều cái phúc lợi và trải nghiệm cái sự thịnh vượng trong cuộc sống của mình à, về công việc thì những người tuổi hợi sẽ gặp may mắn và thành công trong cái sự nghiệp cái sự sáng tạo và cái tư duy linh hoạt sẽ giúp cho À, những người tuổi Hợi tạo ra những ý tưởng mới và giải quyết những cái thách thức một cách là xuất sắc. Đồng nghiệp và cấp trên cũng sẽ công nhận và đánh giá cao cái sự cống hiến, đóng góp của những người tuổi Hợi. Họ sẽ có cơ hội để thăng tiến và mở rộng cái tầm nhìn trong cái công việc. Cái sự chăm chỉ và kiên nhẫn cũng sẽ mang lại cái thành công và đem đến cái lợi ích về tài chính nhất định. Bên cạnh đó, về mặt tài chính thì những người tuổi Hợi sẽ gặp may mắn với cái vận trình tiền bạc của mình. À, quyết định tài chính đúng đắn, thông minh và việc đầu tư đúng đắn cũng sẽ mang lại cái lợi nhuận đáng kể. Những người tuổi Hợi sẽ biết cách quản lý và sử dụng cái tài nguyên của mình một cách khéo léo, tạo dựng được một cái cơ sở tài chính vững chắc và ổn định. Nói chung, ấy, cái sự quyết đoán và cái hành động mạnh mẽ trong cuộc sống cũng sẽ giúp cho những người tuổi Hợi tận hưởng được cái cơ hội phát tài phát lộc và tạo ra những cái sự đột phá về tài chính cho mình à, ngày một thịnh vượng hơn. Đấy bên cạnh đó về mặt tình duyên thì những người tuổi hợi sẽ trải qua những cái ngày cuối tuần cực kỳ lãng mạn nói chung là cái sự chân thành và cái lòng trung thành của những người tuổi hợi cũng sẽ tạo nên một cái môi trường ấm áp và hạnh phúc họ sẽ có cơ hội gặp gỡ và tìm thấy được những người đồng điệu xây dựng được những mối quan hệ vững chắc và ngày càng sâu sắc à, cái sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau sẽ là một cái nền tảng cho cái mối quan hệ được hạnh phúc bền vững hơn bên cạnh đó À, trong hai ngày cuối tuần thì sức khỏe của những người tuổi hợi nói chung ấy, cũng khá là tốt với cái năng lượng dồi dào những người tuổi hợi sẽ thấy mình tràn đầy cái sức sống và sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách mọi khó khăn trong cuộc sống họ sẽ duy trì một cái lối sống lành mạnh và chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao điều này cũng sẽ giúp cho những người tuổi hợi duy trì cái tinh thần lạc quan và hoạt động một cách là hiệu quả trong cuộc sống và trong công việc bên cạnh đó nói chung ấy, trong hai ngày cuối tuần ấy, thì những người tuổi hợi sẽ tạo ra những cái điều tốt đẹp và lan tỏa được cái niềm vui đó. À, quý vị hãy làm việc một cách cẩn thận tỉ mỉ để đạt được cái kết quả tốt nhất trong công việc. À, quý vị hãy có cách quản lý tài chính một cách khôn ngoan và biết tiết kiệm để đạt được cái sự thịnh vượng vào định lâu dài. À, thưa quý vị và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi để mà trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân, hợi mão mùi mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi hợi. Quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về năm uh, con giáp may mắn nhất trong hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật và trong hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật chúng ta sẽ có năm tuổi cực kỳ là may mắn để tài lộc khoanh thông à, công danh sự nghiệp thì thuận buồm xuôi gió đó là những tuổi sau một là tuổi tý hai tuổi mão ba tuổi ngọ bốn tuổi thân năm tuổi hợi đây là năm con giáp được thần tài chiếu mệnh trong hai ngày cuối tuần à, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à xin cảm ơn